Xin kính chào đến tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đang xem cái video tiếp theo của công ty máy công trình nhập khẩu Hồng Quang nhé. Đấy, ở bên công ty em này hôm nay đi tát ngòi. Đấy, bác hẳn con máy xúc Kobeco SK135 mà đi tát ngòi luôn. Đấy, đi vét mương để bắt cá nhá. Thì em tiện đây quay cho tất cả quý cô chú anh chị và các bạn để chúng ta xem luôn là cái dòng sản phẩm và là chiếc máy Kobeco SK135. Đấy, máy rất là ngọt ngào luôn. Đây này em cho đi xuống để vét ngòi luôn nhá. Sắp tới đây ở bên công ty em thì nhận thêm cả dịch vụ là thả cá và cho câu nữa. Ngoài ra ở bên công ty em còn rất là nhiều những mẫu máy xúc nhỏ nhá. Đấy, như chiếc Dosan 55 ở đằng kia, hoặc là SK135 bên em còn 4-5 chiếc nữa. Ngoài ra thì Dosan với Hyundai ở trong kia thì còn rất là nhiều. Máy to thì ở bên bãi bên kia nhà em có Komatsu 200-8 hoặc là Komatsu 200-6E. Bên này em còn loanh quanh khoảng chục chiếc như vậy nữa. Thì trong cái video ngày hôm nay thì em quay về hoạt động của chiếc máy Kobeco SK135. Đấy, chiếc máy này bên công ty em đang ra bán mức giá chỉ 399 triệu thôi, chưa đến 400 triệu nhá. Quý cô chú anh chị và các bạn có thể sở hữu được một mẫu máy Kobeco SK135. Xem máy tại Đông Thành, Thanh Ba, Phú Thọ nha quý cô chú anh chị và các bạn nha. Chúng ta quan tâm tới dòng sản phẩm này thì vui lòng liên hệ ngay với em Quang qua số điện thoại 0968110299, hoặc là có thể liên hệ với em Quân qua số điện thoại hoặc số Zalo 0364706666 nhé. Ở bên công ty em là đơn vị chuyên mua bán trao đổi tất cả các loại mặt hàng như là xe tải, xe ben, máy xúc cũng là xe lưng. Đấy, ngoài ra là chiếc Kobe SK135 này bên công ty em đang giao bán mức giá chỉ 399 triệu thôi. Nếu có muốn thì các bạn có thể sở hữu được một trong những mẫu máy là rất là ngon luôn, rất là ngọt ngào luôn nhá. Nếu có muốn thì các bạn là chúng ta quan tâm tới dòng sản phẩm là chiếc máy xúc Kobeco SK135 thì vui lòng nhấc máy lên và liên hệ ngay với anh Quang qua số điện thoại hoặc số Zalo 0968110299, hoặc là có thể liên hệ với em Quân qua số điện thoại 0364706666. Xe máy tại Đông Thành, Thanh Ba, Phú Thọ nhé. Chiếc máy này bên công ty em đang ra bán mức giá chỉ 399 triệu. Ngoài mẫu máy Kobe SK135 này ra thì bên công ty em còn nhiều những mẫu máy xúc khác như là chiếc Komatsu 200-8 hoặc là Komatsu 200-6, 200-6E. Ngoài ra thì bên công ty em còn những mẫu máy như là như chiếc Hitachi Zatip 200-1. Quý cô chú anh chị và các bạn chúng ta quan tâm tới dòng sản phẩm nào thì vui lòng nhấc máy lên và liên hệ ngay với em Quang qua số điện thoại 0968110299 nhé, hoặc là em Quân qua số điện thoại 0364706666. Ở bên công ty em là đơn vị chuyên mua bán trao đổi tất cả các loại mặt hàng như là xe tải, xe ben này, máy xúc chứ là xe lưng. Nếu cô chú anh chị và bạn quan tâm tới dòng sản phẩm nào thì alo ngay cho bên công ty em nhé. Và cái video của em thì xin phép kết thúc ở đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị cũng như các bạn đang xem cái video của em nhé. Em xin được kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị cũng như các bạn ở trong cái video tiếp theo nhé.